Cô chào các con. Chào mừng các con đã quay trở lại với các tiết học của chương trình Tiếng Việt lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết luyện tập đầu tiên của chương trình Tiếng Việt lớp 3. Các con ạ, với mỗi tuần học sẽ có 2 tiết luyện tập. Tiết thứ nhất đó là luyện từ và câu. Tiết thứ hai đó là luyện viết đoạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết luyện tập đầu tiên của tuần 1 thuộc chủ điểm những trải nghiệm thú vị. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện từ và câu với tên bài từ ngữ chỉ sự vật hoạt động, câu giới thiệu, câu nêu hoạt động. Các con hãy cùng cô mở sách Tiếng Việt lớp 3 trang 14. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập thứ nhất. Bài tập thứ nhất có yêu cầu như sau. Dựa vào tranh, tìm từ ngữ chỉ sự vật hoạt động theo mẫu. Chúng ta cùng quan sát mẫu. Phần mẫu là một bảng gồm có các cột như sau. Thứ nhất, đó là các từ ngữ chỉ sự vật chia làm 2 cột, chỉ người, chỉ con vật. Và loại từ thứ hai đó là từ ngữ chỉ hoạt động. Các con nhìn vào các từ mẫu. Ở phần chỉ người có các từ ngữ ở phần từ ngữ chỉ người có từ mẫu đó là bác nông dân. Chỉ con vật có từ con trâu. Và từ ngữ chỉ hoạt động có từ mẫu đó là gặt lúa, gặm cỏ. Nhiệm vụ của chúng mình đó là cùng quan sát kỹ lại bức tranh trong sách giáo khoa trang 14. Tìm thật đúng và nhanh cho cô các từ chỉ người, chỉ con vật và các từ ngữ chỉ hoạt động điền vào trong bảng. Các con có thể kẻ bảng này vào trong vở của mình và làm bài. Và sau khi làm xong, chúng ta sẽ đối chiếu với đáp án của cô Thủy nhé. Chúng mình làm xong bài rồi phải không? Và đây chính là đáp án của bài tập thứ nhất. Với từ ngữ chỉ sự vật, chúng ta có từ chỉ người này, từ chỉ con vật. Với từ chỉ người, ngoài từ mẫu là bác nông dân, chúng ta còn có thể tìm thêm đó là bạn nhỏ, em bé. Với từ chỉ con vật, chúng ta có các từ con trâu, con chuồn chuồn, con vịt. Còn từ ngữ chỉ hoạt động thì sao? Chúng ta có các từ đó là gặt lúa, gặm cỏ, xách nước, cưỡi trâu, thả diều, bơi và bay. Đây chính là đáp án ở bài tập thứ nhất. Vậy là qua bức tranh ở sách giáo khoa trang 14, các con đã tìm được các từ chỉ sự vật và các từ chỉ hoạt động trong các bức tranh. Các từ chỉ sự vật gồm có các từ chỉ người này, con vật, còn có từ chỉ đồ vật, cây cối nữa đấy. Và các từ chỉ hoạt động đó là những từ chỉ hành động, việc làm của người và vật. Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động chúng ta đã được học kỹ ở chương trình lớp 2 rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các từ này để viết được các câu giới thiệu, câu nêu hoạt động. Chúng ta cùng nhau đến với bài tập thứ hai nhé. Bài tập thứ hai yêu cầu chúng ta như sau. Dựa vào từ ngữ tìm được ở bài tập 1, đặt câu A. Câu giới thiệu, B. Câu nêu hoạt động. Chúng ta cùng đọc câu mẫu. Ở phần câu giới thiệu, trong sách giáo khoa có câu mẫu như sau. Các cô bác nông dân là những người làm ra lúa gạo. Và ở phần câu nêu hoạt động, chúng ta có câu mẫu. Các cô bác nông dân đang gặt lúa. Chúng ta hãy dựa vào các từ tìm được ở trong sách giáo khoa. Ở bài tập thứ nhất chúng ta vừa làm. Chúng ta sẽ đặt các câu theo đúng yêu cầu của bài tập thứ hai. Có 2 mẫu câu mà bài tập thứ hai yêu cầu chúng ta cần đặt. Thứ nhất đó là câu giới thiệu. Trong câu giới thiệu chắc chắn phải có từ là, đúng không nào? Và trong câu nêu hoạt động thì chúng ta sẽ có từ chỉ hoạt động của sự vật được nhắc đến ở trong câu. Với bài tập này các con hãy sử dụng các từ chỉ sự vật và các từ chỉ hoạt động vừa tìm được. Đặt câu cho cô câu nêu hoạt động. Và dựa vào các từ chỉ sự vật, các từ chỉ người này, con vật để đặt cho cô câu giới thiệu. Các con có thể tham khảo các câu sau đây. Về phần câu giới thiệu, chúng ta còn có thể viết được câu con trâu là người bạn thân thiết của cô bác nông dân. Câu tiếp theo, thả diều là trò chơi yêu thích của các bạn nhỏ. Đấy là 2 câu giới thiệu mà cô đưa ra để các con tham khảo. Phần thứ hai đó là câu nêu hoạt động. Chúng mình có thể đặt câu các Phần thứ hai là câu nêu hoạt động. Chúng ta có thể đặt các câu như sau. Con trâu đang gặm cỏ Em bé đang thả diều. Bạn nhỏ đang xách nước mời mẹ uống. Con chuồn chuồn đậu trên cành cây. Chúng ta thấy rằng ở các câu giới thiệu và câu nêu hoạt động, cô cũng đã dùng các từ chỉ người này, từ chỉ con vật và từ chỉ hoạt động được tìm ở các bức tranh ở bài tập thứ nhất. Các con chú ý cho cô, mẫu câu giới thiệu, mẫu câu nêu hoạt động chúng mình đã được học ở chương trình Tiếng Việt lớp 2 rồi phải không nào? Và nhớ rằng trong câu giới thiệu sẽ có từ là, trong câu đặc điểm, câu nêu đặc điểm sẽ có từ chỉ đặc điểm ở trong câu. Đó là những từ chỉ hoạt động, hành động, việc làm của các sự vật được nhắc đến ở trong câu. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập thứ 3. Yêu cầu của bài 3 như sau. Ghép từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu. Chép lại các câu đó. Chúng ta cùng nhìn vào cột A và cột B. Ở cột A có các từ sau: chim chóc, bầy ong, đàn cá. Các từ cột B: bay đi tìm hoa, đua nhau hót trong vòm cây, bơi dưới hồ nước. Với bài tập số 3 này, các con hãy dùng thước kẻ bút chì nối từ ở cột A với các từ ở cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh. Và sau khi làm xong, chúng ta sẽ cùng đối chiếu với câu đúng của cô nhé. Với bài tập 3 này, với mỗi từ cột A, ví dụ như chim chóc, các con hãy thử nối với 3 phương án từ ngữ ở cột B mà đề bài đưa ra, xem phương án nào hợp lý nhất. Và chắc chắn chúng ta sẽ làm rất nhanh bài tập số 3 này. 3 câu chúng ta tạo được như sau. Chim chóc đua nhau hót trong vòm cây. Bầy ong bay đi tìm hoa. Đàn cá bơi dưới hồ nước. Và 3 câu mà chúng mình vừa viết được, đó chính là thuộc kiểu câu nào đã học nào? Đây chính là kiểu câu nêu hoạt động mà chúng ta đã được học. Ở câu đầu tiên, chim chóc đua nhau hót trong vòm cây, có từ chỉ hoạt động đó là đua nhau hót. Và đây là hoạt động của chim chóc được nhắc đến ở trong câu. Còn ở câu 2, bầy ong làm gì? Bay đi tìm hoa. Vậy bay đi tìm hoa là cụm từ chỉ hoạt động đúng không nào? Và câu cuối cùng, đàn cá bơi dưới hồ nước. Đàn cá làm gì? Bơi dưới hồ nước. Bơi là từ chỉ hoạt động của đàn cá được nhắc đến ở trong câu. Và chúng ta đã có 3 câu nêu hoạt động được ghép bởi các từ cột A với các từ ở cột B. Các con hãy chép thật đẹp 3 câu này vào trong vở tiếng Việt của mình nhé. Vậy là qua bài tập thứ 3, chúng ta đã biết ghép các từ thích hợp để tạo thành câu nêu hoạt động. Bài giảng ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đến với tiết luyện từ và câu, chính là tiết luyện tập đầu tiên của tuần 1. Chúng ta đã cùng nhau ôn tập lại về từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, câu giới thiệu, câu nêu hoạt động. Và cô tin chắc rằng với bài giảng này đã giúp chúng ta nhớ lại được thế nào là từ chỉ sự vật, thế nào là từ chỉ hoạt động và cách viết được câu giới thiệu cũng như là câu nêu hoạt động. Cô chúc các con sẽ nắm vững kiến thức của bài học và làm tốt các bài tập nhé. Cô chào các con và chúng mình sẽ gặp lại nhau ở bài giảng tiếp theo. Xin chào!